Bạn Thảo là một người nói nhiều. Khi gặp người lạ thì ít nói, nhưng khi đã quen thì bắn như súng liên thanh. Em có một cái tật lạ là khi gặp người lạ thì sẽ là rất là rụt rè và hơi sợ người lạ một chút. Nhưng mà khi đã quen rồi thì em có thể nói chuyện cả ngày luôn cũng được, không bao giờ biết chán là gì luôn. Nếu một cách gọi bình thường thì gọi là hơi tự ti khi gặp người lạ, không sẵn sàng cởi mở. Thế còn nếu các bạn mà cùng tuổi, cùng lứa nói chuyện với nhau là con bé này nó trông nó giản nai thì thôi, điêu lắm ý. Không nói gì đâu, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp ấy thôi, chứ cứ thử quen biết nhiều mà xem, nó bắn cho thì thôi rồi. Sở trường là nấu ăn và cái trí nhớ tốt, không kiên nhẫn, đặc biệt rất hay cả thèm chóng chán. Đấy chắc là đấy lý do tại sao em vẫn FA đấy ạ. Một loại bạn Thái tình hình thế nào? Hoàn cảnh gia đình thế nào bạn Thái? Thôi anh. Thôi gì? Người yêu em ngồi dưới kia. Có bạn gái ngồi dưới kia. Vâng. Chia buồn cho bạn Thảo. Rồi tí nữa thì bạn cứ cho tôi số điện thoại. Vâng. À, cho tôi cả trang Facebook. Nhá. Vâng. Tôi sẽ post lên trang Facebook của tôi. Tình trạng FA, số điện thoại liên lạc. Đảm bảo gọi tươi tới. Bạn Hoàn có vẻ rất rất thấy thú vị với cái điều đó. Bởi vì bạn ấy có vài điểm trùng hợp với em. À, điểm gì ạ? Tức là bạn bè em cũng bảo là mày tham gia cái chương trình này thì mày hô lên cho gần 100 triệu người Việt Nam nghe thấy là mày ế 22 năm trời rồi. Và mày phải làm nào kiếm được người yêu đi là vừa. Và bây giờ cũng vẫn là bộ đội không hòm thư. Vâng. À, nhưng mà năm nay 22 thì cũng không gọi là ế. Ế đấy. Ế là không bán được, rau ế là héo queo héo quắt. Đúng không? Vàng úng không bán được, mang đi vứt. Các bạn phải là 4 năm đại học trôi qua rồi, xong rồi chả có mối tình nào cả, đến nỗi trai chưa bao giờ được nắm tay thì còn khớt với có người yêu. Tức là chưa ai muốn nắm tay bạn hay bạn chưa cho đứa nào nắm tay? Nói chung là chả có ai nắm tay em cả. Với quý vị và các bạn, những người đang trong trường quay, ở đây tôi nhìn thấy rất nhiều người phải nói là trẻ trung đẹp trai. Tí nữa cứ đứng ở cửa, tôi sẽ tổ chức cho cầm tay. Em có sẵn sàng không? Đây kiểu như bắt tay giao hữu nhau. Không không không, bắt tay giao hữu, không bắt tay giao hữu, cầm tay hẳn hoi. Thậm chí thì thầm vào tay, anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất. Được chưa? Rồi, thế tổ chức xong cái việc đấy thưa quý vị. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và bao giờ cũng thế, những tràng vỗ tay mở đầu chương trình khiến cho chúng tôi, những người làm chương trình, và đặc biệt là MC của chương trình, đó chính là một người rất đẹp trai đang đứng tại đây để nói chuyện với quý vị, là tôi, Xuân Bắc, cảm thấy rất là phấn chấn, dạo dực. Và đặc biệt hơn nữa, khi chúng tôi nhìn thấy ba người chơi, họ đã có vẻ rất sẵn sàng. Duy nhất có một bạn ở giữa là bạn Nam thì tôi thấy hai tay lại đan chéo vào nhau và hai ngón tay cái cứ đập đập vào nhau. Không biết là bạn Thái bây giờ tâm trạng đang thế nào? Thật sự thì bây giờ em đang khá bối rối. Lại đứng cạnh hai bạn vừa xinh đẹp mà vừa trông có vẻ là rất là đối thủ đáng gờm. Em hơi sợ. Hơi sợ? Vâng. Nếu tôi là bạn tôi còn không làm được gì cơ. Bạn chỉ hơi sợ thôi, chứng tỏ bạn có bản lĩnh đấy. Thưa quý vị, người đầu tiên đó chính là bạn Đà Thái. Chúng ta cùng dành cho bạn Thái một tràng vỗ tay. Tiếp theo đó chính là bạn Hoàn. Bạn Hoàn thì theo tôi được biết là người sẵn sàng làm mọi điều, mọi thứ để cho bố mẹ vui và làm tất cả mọi thứ cho gia đình mình, có đúng không ạ? Dạ vâng, lý do em tham gia chương trình là để cho bố em được nhìn thấy em trên TV. Và đấy là một lý do mà chắc chắn là em tin tưởng bố em cảm thấy rất là hạnh phúc khi là nhìn thấy con gái mình trên sân khấu. Khi bạn đến đây thì bạn có nói trước cho bố bạn? Em có, và bố em rất là xúc động khi mà biết tin là em được làm người chân chính. Rồi, bạn nói với bố một câu gì đó đi, nói thẳng một máy. Lúc này bố bạn đang xem này. Bố ơi, con tham gia chơi Đuổi Hình Bắt Chữ rồi nhá. Bố gắng lên. Chỉ cần nghe bạn nói thôi là tôi cũng biết là bạn với bố bạn rất thân nhau. Vâng. Đúng đến không? Thời điểm này gần như là mọi hoạt động là em với bố đều gắn kết. Thậm chí bây giờ em còn đang ngủ chung với bố em. Thế vâng. À, vâng ạ. Vì sao? Bởi vì ngay cái câu bạn gọi bố ơi ấy, dạ, rất là gần gũi thân thương. Vâng, vì thời điểm này là bố em đang rất là khó khăn. Vì thế em muốn làm tất cả mọi thứ để cho bố em vượt qua được. Vâng. Và em tin chắc chắn là khi mà bố em nhìn thấy hình ảnh của em như thế này là bố em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Có lẽ là tôi sẽ không hỏi thêm về cái sự khó khăn mà bạn
cũng như gia đình và bố bạn đang phải vượt qua. Phần nào đó bằng cái kinh nghiệm nho nhỏ trong cuộc sống thì tôi cũng có thể đoán ra được. Bố bạn tên là gì? À, bố em tên là Hồi ạ. Vâng. Thưa chú Hồi, là cháu biết là trong cuộc sống thì sẽ có rất nhiều điều khó khăn, nhiều điều mà chúng ta không lường trước được. Nhưng với tinh thần, với nghị lực thì cháu tin rằng chú Hồi sẽ sớm phục hồi. Và đặc biệt là với người con gái mà rất hết mực yêu thương chú như này thì cháu tin rằng là chú sẽ luôn luôn mạnh khỏe và cười tươi. Vâng, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho chú. Tiếp theo là bạn Thảo. Vâng. Chào anh ạ. Bạn Thảo hãy nói đôi điều về mình. Em xin chào, gửi lời chào đến anh Xuân Bắc cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thu Thảo ạ. Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Hà Nội ạ. Và em rất vui khi có mặt tại trường quay ngày hôm nay, trở thành người chơi chính và được gặp gỡ anh Xuân Bắc. Thưa quý vị, ba người chơi đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến đuổi hình bắt chữ phần thi thứ nhất. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, chương trình đuổi hình bắt chữ của chúng ta đã sẵn sàng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ, một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu vòng thi thứ nhất của đuổi hình. Nào, vòng thi đầu tiên. Chúng tôi sẽ có 10 miếng ghép. Trả lời đúng thì dành 300.000 đồng. Trả lời sai thì hai bạn còn lại sẽ có 10 giây. Sẵn sàng chưa bạn Thảo? Em sẵn sàng rồi ạ. Em nghĩ phần này em được bao nhiêu điểm? Em nghĩ chắc cũng khoảng được 5 câu đấy ạ. 5 câu được quá, vỗ tay cho bạn Thảo với tự tin thế. 5 câu quê tôi gọi là vượt tròn trịa là 1,5 triệu. Bạn Thái được bao nhiêu câu? Thôi em cứ lấy nhẹ nhàng 600 nghìn trước đấy. 600 tức là 2 câu. Rồi, thanh niên quê tôi gọi là 6 lép. Còn bạn Hoàn? Em chỉ cần một bàn thắng danh dự, một câu thôi. Một câu thôi gì ạ? À? Vâng. Quê tôi vẫn gọi đấy là một nồi lẩu. Vừa đẹp luôn, nào chuẩn bị. Đây là gì? Xin mời miếng ghép đầu tiên. Bình tĩnh. Nào, vâng, xin mời bạn Hoàn. Đủ ăn. Đây sẽ là một gợi ý cho đáp án trong số tới của chúng tôi. Chưa chính xác. 10 giây còn lại cho bạn Thái và bạn Hoàn. Xin mời bạn Thái. Ăn đủ. Ăn đủ, đáp án chính xác. Mời bạn. 300.000 đồng. Miếng ghép thứ hai. Hai từ. Mời bạn Hoàn. Đèn bàn ạ. Đèn bàn, chưa chính xác. Úi giời ơi. Phải nhìn xem nó đang trong. Mời bạn Thái. Đèn chớp. Đèn chớp, lại một đáp án đúng nữa. Thảo ơi, em có thấy lo lắng không? Dạ, một chút rồi ạ. Bạn Thái lúc đầu bạn bảo là em đang bối rối lắm, em đang thế này thế nọ thế kia lắm. Lại dành 300.000 đồng nữa, mời bạn. Vâng. Siêu thế. Miếng cái thứ ba. Hai từ. Dễ quá. Mời bạn Thảo. Bí ngô ạ. Hoàn toàn đúng. Bí ngô. Mời bạn Thảo nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ tư. Hai từ. Đồ dùng khí cụ làm bằng kim loại gọi là. Hai từ. Mời bạn Thái. Kim khí. Hoàn toàn đúng. Rất đúng. Bạn rất thông minh và nhanh. Kim khí. Mời bạn. Miếng ghép thứ năm. Bạn Hoàn cố gắng lên nào. Quạ hóa công ạ. Chưa chính xác. Bình tĩnh hơn. Được quyền suy nghĩ liên tục mà. Được suy nghĩ đến khi nào không nhưng không được trả lời liên tục. Các bạn còn 5 giây, bạn Thảo, bạn Thái thân mến. Mời bạn Thảo. Em xin mạnh dạn trả lời là quạ công ạ. Con công này là thế nào? Em thấy con quạ khoác lên lông công nghiệp đoàn thế thôi. Chưa chính xác, một câu thành ngữ. Còn 3 giây cho bạn Thái. Mời bạn. Quạ khoác chăn công. Có cả chăn công cơ. Chăn công từ xưa hả? Vâng. Chưa chính xác.
Đáp án của chúng tôi là một câu thành ngữ ý nói: một kẻ xấu xa lấy cái điều tốt đẹp của người khác để che đậy cái xấu xa của mình. Quạ mượn lông công. Miếng ghép thứ 6. Hai từ quá dễ luôn. Nó đang rách, nó mất miếng rách đi. Cái mà bạn Thảo đang mặc đấy. Hai từ. Mời bạn Thảo. Em xin trả lời là váy liền. Váy liền, đáp án chính xác. Chính là... xin mời bạn. Miếng ghép thứ 7, xin mời. Hai từ dễ quá. Xin mời bạn Thái. Say điếu. Chưa chính xác. Xin mời bạn Hoàn. Say như điếu đổ. Say như điếu đổ, đáp án chính xác. Yêu thích đến mức mê mẩn, không còn biết gì nữa, say như điếu đổ. Xin mời. Bàn thắng danh dự. Miếng ghép thứ 8. Bình tĩnh nha, hãy suy nghĩ kỹ. Đây là gì? Giá xoay. Giá xoay là cái gì ạ? Ôi, thế à? Không không thì bạn cứ giải thích đâu, biết đâu đấy. Giá xoay là... Tự nhiên trong đầu em nó bật ra cái từ đấy, còn em cũng không định hình nó là cái gì đâu ạ. Hay là ở những cái nơi siêu thị người ta có cái giá treo móc đồ xong mình cứ xoay như này ấy hả? Vâng, em nghĩ là thế ạ. Đáp án bạn đưa ra là? Giá xoay. Thế bạn có phải mạnh dạn lên, thế có phải là sai rồi không? Sai rồi, chưa chính xác. Vâng. Đúng, còn 10 giây thì sai bạn còn lại. Những cái lọ gì đây? Trẻ em thường hay tô vẽ. 3, 2, 1. Mời bạn Thái. Giá màu. Giá màu. Chưa chính xác. Hết giờ. Đây là cái gì? Giá đỗ. Cái giá rồi. Xanh đỏ tím vàng kia nó là cái gì? Màu nước. Phẩm giá. Phẩm giá chuẩn luôn. Nó là phẩm giá. Nào miếng ghép thứ 9. Tiền thưởng thuộc về ai? Mọi người dành một tràng vỗ tay đi. Gì đây? Thôi, quên cái hình đi. Nhìn tôi gợi ý cho nhá. À, từ nhà bạn Hoàn, bạn Thái, bạn Thảo đến trường mất bao lâu? 15 phút ạ. 15 phút là hôm nào cũng 15 phút à? Vâng. Đều như thế. Trừ khi tắc đường ạ. Hả? Trừ khi tắc đường ạ. Trừ khi? Mời bạn Hoàn. Đáp án bạn đưa ra là? Tắc đường ạ. Đáp án đúng, tắc đường. Thế thôi. Em thấy anh gợi ý cái câu này cũng quá là giá trị luôn. Kiểu như anh nói như thế làm em bật ra luôn ấy. Ờ. Tắc đường. Cảm ơn anh. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép nhỏ cuối cùng. 4 từ. Bình tĩnh. Rất dễ. Mời bạn Thảo. Em xin trả lời là cọc đi tìm châu. Cọc đi tìm châu, đáp án chính xác. Cọc đi tìm châu, ý nói làm việc ngược đời, không đúng theo quy luật thường thấy. Xin mời. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ nhất, chúng ta cùng xem số điểm mà ba người chơi giành được. Bạn Hoàn đang có 600.000 đồng tiền thưởng. Chúc mừng bạn. Bạn Thái đang có 900.000 đồng. Bạn Thảo đang có 900.000 đồng. Tôi rất thích cách của bạn Hoàn. Thực ra mình lượng sức. Khi mình chưa chắc chắn điều gì thì mình lượng sức, rồi mình đưa ra một cái mục tiêu nó nhỏ nhỏ, rồi sau đó mình cố gắng hết sức mình để mình gấp đôi cái mục tiêu đấy. Tôi nói ví dụ, bạn Thảo, em cứ làm 1.500.000. Có đúng không? Nhưng 1.500.000 đấy mà không được thì bảo ôi giời, không đạt được yêu cầu. Đúng không? Nhưng bạn Hoàn mà em cứ làm nồi lẩu. Đấy, bây giờ vui mồm gọi thêm hai đứa bạn lại làm thêm nồi lẩu nữa. Con bé này hay thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ luôn đặt, chúng ta
hay là những cái mục tiêu của chúng ta ở thấp. Tôi cũng thích cách của bạn Thảo. Hãy cố gắng lên, bởi vì chúng ta còn nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bạn Thái vừa tốt nghiệp trường đại học thương mại chuyên ngành tài chính ngân hàng. Tự đánh giá bản thân. Em tự đánh giá bản thân là một người hòa đồng và vui vẻ. Ai cũng đánh giá em là khá vui tính và hay chọc cười cho mọi người. Cái đấy có lẽ là em nhiễm từ anh. Nhiễm từ tôi ạ. Vâng, từ hồi bé em đã rất thích cái chương trình Cặp Nhau Cuối Tuần. Và hồi đấy em hóng cái chương trình Cặp Nhau Cuối Tuần khéo còn phải hơn cả bây giờ hóng phim bom tấn của Hollywood. Đã có một thời em ước mơ làm diễn viên hài. Sau rồi đấy em đi học cấp 3 thì được biết là càng lớn lên thì càng được biết đó là chả có trường nào nó đào tạo diễn viên hài cả. Đúng rồi. Thế thành thử ra là cái giấc mơ của em nó cứ lụi lụi dần. Nhưng mà ở đâu đấy em vẫn thấy nó đốm sáng ở trong đây em. Em vẫn hay đi chọc cười mọi người và thấy cái nụ cười của mọi người thì mình cũng thấy vui. Ngày xưa thầy giáo chủ nhiệm của tôi vào làm một cái tiểu phẩm hài thì tôi phải nói thật, tôi luôn luôn đứng số 1 của lớp về vấn đề vô duyên. Không hài thế nào, rất vô duyên. Thầy cứ bảo hết chưa? Thưa thầy hết rồi. Thầy không thấy buồn cười ạ? Không. Xuống tôi nhờ cù và nách cho cười. Thái cứ cố gắng lên đem lại tiếng cười cho mọi người thì mình sẽ được mọi người yêu mến, yêu thích. Em cảm ơn anh. Lý do tham gia chương trình của bạn? Em đến với chương trình thì thứ nhất đó là muốn được đứng trước máy quay ghi hình. Và muốn tạo bất ngờ bố mẹ em. Và em đến đây thì không thông báo cho ai hết. Không thông báo. Vâng. Tiếp theo đó là em muốn dành một cái phần thưởng nhỏ nhỏ để mình có thể đi du lịch. Em thích đi du lịch nhưng mà thực sự thì chưa đi đâu ra khỏi cái miền Bắc Việt Nam cả. Phía Tây Bắc, Đông Bắc thì đã đi rồi nhưng mà chưa quá được Ninh Bình, xuống mạn Thanh Hóa thì chưa. Nên là em muốn thử một lần xuống dưới đấy xem, đi một chuyến xuyên Việt. Và em muốn đi được hết tất cả đất nước Việt Nam mình để hiểu đất nước mình hơn và từ đấy là yêu đất nước mình hơn nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu các bạn còn trẻ, có cơ hội thì các bạn nên đi Trường Sa một chuyến. Và khi chúng ta lênh đênh trên tàu ra với các chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa, với các ngư dân bám biển, với những gia đình sống ở ngoài đảo, thì các bạn sẽ thấy là đúng, đặc biệt là nếu như chúng ta lênh đênh trên biển như thế trong những ngày như vậy, đúng là trái tim của chúng ta dành trọn cho Tổ quốc. Cảm ơn bạn Thái rất nhiều. Cảm ơn bạn. Tiếp theo là bạn Thảo. Bạn Thảo là một người nói nhiều. Khi gặp người lạ thì ít nói, nhưng khi đã quen thì bắn như súng liên thanh. Em có một cái tật lạ là khi gặp người lạ thì dễ là rất là rụt rè và hơi sợ người lạ một chút ạ. Nhưng mà khi đã quen rồi thì em có thể nói chuyện cả ngày luôn cũng được. Không bao giờ biết chán là gì luôn. Nếu một cách gọi bình thường thì gọi là hơi tự ti khi gặp người lạ, không sẵn sàng cởi mở. Thế còn nếu các bạn mà cùng tuổi, cùng lứa nói chuyện với nhau là con bé này nó trông nó giả nai thì thôi, điêu lắm ý. Không nói gì đâu, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp ấy thôi, chứ cứ thử quen biết nhiều mà xem, nó bắn cho thì thôi rồi. Sở trường là nấu ăn và cái trí nhớ tốt, không kiên nhẫn, đặc biệt rất hay cả thèm chóng chán. Đấy chắc là đấy lý do tại sao em vẫn FA đấy ạ. Một là bạn Thái tình hình thế nào? Hoàn cảnh gia đình thế nào bạn Thái? Thôi anh. Thôi gì? Người yêu em ngồi dưới kia. Có bạn gái ngồi dưới kia. Vâng. Chia buồn cho bạn Thảo. Rồi tí nữa thì bạn cứ cho tôi số điện thoại. Vâng. Cho tôi cả trang Facebook. Nhá. Vâng. Tôi sẽ post lên trang Facebook của tôi. Tình trạng FA, số điện thoại liên lạc. Đảm bảo gọi tươi tới. Bạn Hoàn có vẻ rất thấy thú vị với cái điều đó. Bởi vì bạn ý có vài điểm trùng hợp với em. À, điểm gì ạ? Tức là bạn bè em cũng bảo là mày tham gia cái chương trình này thì mày hô lên cho gần 100 triệu người Việt Nam nghe thấy là mày ế 22 năm trời rồi. Và mày phải làm nào kiếm được người yêu đi là vừa. Và bây giờ cũng vẫn là bộ đội không hòm thư. Vâng. Nhưng mà năm nay 22 thì cũng không gọi là ế. Ế đấy. Ế là không bán được, rau ế là héo queo héo quắt. Đúng không? Vàng úng không bán được, mang đi vứt. Các bạn phải là 4 năm đại học trôi qua rồi, xong rồi chả có mối tình nào cả. Đến nỗi trai rồi chưa bao giờ được nắm tay thì còn khớt với có người yêu. Tức là chưa ai muốn nắm tay bạn hay bạn chưa cho đứa nào nắm tay? Nói chung là chả có ai nắm tay em cả. Với quý vị và các bạn, những người đang trong trường quay, ở đây tôi nhìn thấy rất nhiều người phải nói là trẻ trung đẹp trai.
tí nữa cứ đứng ở cửa, tôi sẽ tổ chức cho cầm tay. Em có sẵn sàng không? Đây kiểu như bắt tay giao hữu nhau. Không, bắt tay giao hữu, cầm tay hẳn hoi. Thậm chí thì thầm vào tay, anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất. Được chưa? Rồi, thế tổ chức xong cái việc đấy thưa quý vị. Hóa ra là có hai bạn. Chỉ có Thái là ghê gớm thôi. Thái năm nay 20 hay 21? Em cũng 22. Đấy, 22 bạn nam mà cũng đâu vào đấy hết rồi. Mà thôi không hỏi nữa. Bạn Hoàn có một điều mà tôi rất muốn khai thác. Đó là bạn làm giáo viên can thiệp và hỗ trợ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Dạ. Cụ thể nó là thế nào? Công việc chính của em chính là can thiệp hành vi và hỗ trợ cho các bạn rối loạn phổ tự kỷ có thể là tương tác này hay là phát triển ngôn ngữ giao tiếp, hòa nhập với cuộc sống ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị và tất cả các bạn, có lẽ là gia đình nào mà không may có trẻ tự kỷ thì sẽ cảm nhận được rõ nét nhất cái sự vất vả của gia đình cũng như là của chính cái trẻ bị tự kỷ đó. Nhân dịp này, nhân dịp có cả bạn Hoàn nữa, thì tôi xin thay mặt những người làm chương trình thực sự là rất là chia sẻ với các gia đình đang có con em mà bị tự kỷ và mong rằng mọi người sẽ thực sự kiên trì nhẫn nại để giúp cho các bé có thể hòa nhập được cộng đồng càng ngày càng tốt và để các em có một cuộc sống bình thường nhất như tất cả mọi người. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo của đuổi hình bắt chữ. Các bạn được quyền trả lời liên tục. Ai trả lời đúng sẽ có 500.000 đồng và mở chi tiết của miếng ghép thứ 10 với giá trị 3 triệu đồng tiền thưởng. Kết thúc phần thi này, ai có số tiền thưởng cao nhất người đó sẽ vào vòng 4. Bạn Hoàn cố gắng lên. Vâng. Bạn Thái. Vâng. Bạn Thảo. Vâng. Đây là gì? Xin mời. Mời bạn Thảo. Em xin trả lời là bóng hồng ạ. Đáp án đúng, đó là bóng hồng. Mời bạn mở chi tiết. Hãy nhấn chuông để mở. Dạ, em chưa có câu trả lời ạ. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ 2. Xin mời. Mời bạn Thái. Cầu xe ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Thảo. Em xin trả lời xe địa hình ạ. Rất thông minh, chính xác, đó là xe địa hình. Xin mời. Mở chi tiết. Dạ em chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ 3. Mời bạn Thảo. Em xin trả lời đỗ đen. Đỗ đen. Chính xác. Mời bạn Hoàn. Em xin trả lời là bồ kết ạ. Chưa chính xác. Nó đang làm gì? Mời bạn Thái. Kết hôn. Kết hôn đáp án chính xác. Bạn Hoàn góp ý cho bạn Thái. Em đang định trả lời là bồ kết. Đấy, thấy chưa? Mời Thái. Xin mời. 5. Giỏ xanh giỏ đỏ. Giỏ xanh giỏ đỏ. Một tràng vỗ tay cho bạn Thái. Với sự táo bạo của mình. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 4. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên. Vỗ tay cho các bạn. Mũi tên này không phải chỉ vào bên kia đâu mà chỉ vào vạch giữa ấy. Đây là một gì chúng ta đang giao thông ở trên. Mời bạn Thái. Đường 2 chiều. Đáp án chính xác đó là đường 2 chiều. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Cô bé bán rau. Tất nhiên là không chính xác rồi. Miếng ghép tiếp theo mời các bạn.
Mời bạn Thái. Khăn gói quả mướp. Đúng rồi. Bạn Hoàn nói là đúng rồi à? Vâng ạ. Đáp án chính xác, khăn gói quả mướp. Khăn gói quả mướp là vì là chuẩn bị hành lý để lên đường đi xa. Đây là cái cách ngày xưa mà người xưa khi chưa có túi, có làn, có ba lô thì người ta sẽ dùng những cái khăn để gói những cái hành lý của mình vào, những cái tay nải. Xin mời bạn. Mở. Vẫn một phần của cô bé bán rau. Có cái hàng rào đấy. Hàng rào à? Chưa có đáp án đúng không? Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Thảo. Theo em là đa số. Gần đúng. Gần đúng. Mời bạn Thảo. Theo em là số đông ạ. Gần đúng. Mời bạn Thái. Số nhiều. Đáp án đúng. Ông Thái này còn dây hướng luôn. Ông là ngư ông đắc lợi luôn. Chưa lức đục thả câu. Ông cứ xem xung quanh trả lời thế nào. Không đúng thì mình trả lời ý thế. Thế lại ăn. Chắc chắn là trước khi ra khỏi nhà đến tham gia chương trình là có thắp hương. Mời bạn Thái. Mở. Quay xanh, quay đỏ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7. Đây là gì? Mời bạn Thái. Chim gõ kiến. Không đúng. Nhớ có cái che mắt này. Rồi. Mời bạn Thái. Mỏ hàn. Mỏ hàn. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là mỏ hàn. Mỏ hàn thì những cái này thì cánh đàn ông chúng ta biết nhiều hơn. Cái này là nhờ bố mẹ em làm dân kỹ thuật. À thế à? Vâng. Bố mẹ bạn làm gì? Bố em làm kỹ sư, còn mẹ em thì cũng là ở xưởng sản xuất kỹ thuật. Mỏ hàn. Được nhắc nhiều đến cái từ vâng, này vâng. Biết. Xin mời bạn. Mở nào. Rất dễ. 5 4 Làn xanh làn đỏ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 8. Các bạn bình tĩnh nhé. Câu kia rất dễ, tôi sẽ gợi ý. Gì đây? Rất dễ. Vâng, mời bạn Thảo. Em xin trả lời là ngựa ô ạ. Ngựa ô, đáp án hoàn toàn đúng, đó là ngựa ô. Trong khi bạn Thảo nhận tiền thưởng rồi, bạn Hoàn vẫn còn... Ô nhanh thế. Người ta nhanh mà. Chẳng hiểu tại sao đây, tâm lý em đến đây em cảm giác em sẽ chỉ trả lời được 1-2 câu rồi em ra về rồi đấy. Bạn nợ 2 câu rồi. Đó, nên em đang bị... Cứ bình tĩnh. Người ta mới được 2 câu. Mời bạn Thảo. Nhận tiền thưởng. Dạ vâng, em cảm ơn. Mở nào. Bạn có 5 giây. 4 Làn hoa quả. Cái này kèm theo một câu là em liều đúng không? Chưa chính xác, làn hoa quả chưa chính xác. Bình tĩnh nhá. Để tôi gợi ý, bởi vì kết thúc miếng ghép thứ 9, chúng ta sẽ bỏ qua miếng ghép thứ 10 nếu như không bạn nào trả lời được. Nếu như các cô, các chú, các bác đến nhà mình nhìn thấy bạn Thảo rất giống mẹ hoặc rất giống bố. Úi dồi. Ý là anh đừng gợi ý nữa hả? Anh tiếp tục đi ạ. Cổ họng em nó hay nó bị mắc em. Cứ bình tĩnh nữa. Bạn Hoàn đã đưa ra đáp án chưa? Cứ bình tĩnh nhá, tôi gợi ý tiếp. Thế bạn Thái có cần tôi gợi ý nữa không? Cổ họng em vẫn mắc anh. Mà thấy con rất giống bố thì các cụ thường nói câu này. Anh bình tĩnh nhá, để cho cái tim em nó nhẹ nhàng lại. Anh không can thiệp đến nhịp tim của em. Tiếp theo này. Đó là Rồi ôi. Có chưa Hoàn, tìm ra chưa? 6 từ. Nào. Miếng ghép thứ 9. Xin mời, ai trả lời được miếng ghép này có cơ hội trả lời miếng ghép thứ 10. Đây là gì? Vỗ tay căng thẳng. Mời bạn Thảo. Em xin trả lời là hàng nước.
Chính xác. Thái không phải vuốt tóc. Thế mình đầu tiên là cộng cho bạn Thảo 500.000 đồng. 5 giây để bạn trả lời mình ghép thứ 10, 6 từ. Em xin trả lời là dọ nhà ai qua nhà đấy. Anh công bố. Thế em run quá, anh công bố đi ạ. Thực ra cái câu này khi tôi gợi ý ấy, thì ai cũng nghĩ rằng là cái câu mà bạn đưa ra. Hơi sai. Tôi sẽ nói đáp án ngay bây giờ, bởi vì là cơ hội trả lời của tất cả các bạn là hết rồi. Bạn Thảo, nếu có tiền thưởng thì bạn làm gì mà bạn cứ run? Có tiền thưởng thế em chưa biết làm gì ạ, em chỉ mong là được vào vòng sau thôi ạ. Thôi điêu vừa thôi. Em chỉ mong vào vòng sau thôi, bây giờ vào vòng sau mà có tiền thưởng thì tôi nhận hết nhá. Không, hãy xe cho em một nửa. Ừ, đúng rồi, xe cho bạn Hoàn một nửa nhá. Những mảnh đời khốn khó. Đúng, mảnh đời khốn khó của bạn Thái nhá. Thôi, nếu được vào vòng sau thì tính sau ạ. Thế bây giờ nếu có tiền thưởng mà cao cao thì bạn sẽ dùng vào việc gì? Cái như viết trong bản đăng ký em sẽ để là lấy tiền đổ xăng đi học ạ. Tại vì nhà em cách trường 20 cây nên là mỗi lần em đi học không có gì là đi phượt. Thế là tiền đổ xăng. Đáp án bạn Thảo đưa ra, câu tục ngữ ý nói con cái nhà ai giống cha giống mẹ nhà nấy, không lẫn vào đâu được, đáp án chính xác. Bạn có thêm 3 triệu đồng tiền thưởng. Và bây giờ tôi sẽ xem tổng số tiền thưởng các bạn đang có. Bạn Hoàn không phải che. Bạn Hoàn được cái là kiên định. Từ vòng 1 đến hết vòng 2 giữ nguyên mà chỉ đứng đấy để gây khó khăn cho đối thủ thôi. Bạn Hoàn đang có 600.000 đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Không sao, đừng buồn. Bạn Thái đang có 3.400.000 đồng. Bạn Thảo đang có... sao đây? 5.900.000 đồng. Xin chúc mừng. Đương nhiên bạn Thảo sẽ là người bước vào vòng trong của đuổi hình bắt chữ. Còn bây giờ, chúng ta phải chia tay với bạn Thái và bạn Hoàn. Xin mời hai bạn. Đây là quà tặng của chương trình. Xin gửi cho hai bạn, chúc hai bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Vâng. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đã phải chia tay với hai người chơi. Và vòng tiếp theo, đuổi hình bắt chữ siêu tốc đang chào đón bạn Thảo. Hãy dành cho bạn Thảo một tràng vỗ tay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Phần thi siêu tốc chỉ còn một mình bạn với 60 giây. 60 giây đó hoàn toàn do bạn quyết định. Bạn quyết định gì? Bạn quyết định tiền thưởng và phần thưởng. Luật của chương trình tôi sẽ nói kỹ hơn. Chúng ta sẽ có 15 hình vẽ được bố trí thành 5 tầng. Tầng 5 có 1 câu và tầng 1 có 5 câu. Bố trí theo dạng hình tháp. Việc của bạn là phải leo lên tầng 5 và trả lời câu số 15. Bạn muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời được một câu ở tầng 1. Thời gian cứ thế trôi qua, 60 giây đến lùi. Chúng ta cùng xem số điểm tương ứng với mỗi tầng. Tầng 1 là 1 triệu đồng, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu. Hãy lựa chọn. 60 giây bắt đầu. Câu số 2. Câu số 2. Bia đá. Còn thiếu một vế nữa. Bảng vàng bia đá. Gì ạ? Bảng vàng bia đá. Đáp án chính xác. Mời bạn lên tầng 2. Ô số 7. Đây là gì? Bình tĩnh nhá. Làm cho xấu mặt một ai đó. Kia, bôi gì? Bôi nhọ. Không phải, chưa chính xác. Kia, làm cho xấu nhọ một nhọ ai. Nhọ thị. Không, không phải, không phải. Chuyện là câu số... Câu này dễ lắm đấy nhá. Trời ơi, mày đừng có... Chuyển câu số 6, mời bạn. Câu số 6. Hơi hướng ạ. Hơi hướng, đáp án chính xác. Hơi hướng. Câu số 11, mời bạn. Còn 4 giây. Sáng. Gì ạ?
tiếc. Bạn đã leo lên tầng 3 rồi. Trả lời được ô số 11 sẽ có một bộ trang sức rất là tuyệt vời, giải thưởng đặc biệt của chương trình. Nhưng không sao, chúng ta cùng xem số tiền thưởng mà bạn có. 7.900.000 đồng. Xin mời. Thưa quý vị, là khi tham gia chương trình thì có nhiều câu, thậm chí khi tôi gợi ý thì nhiều người trả lời rất là dễ nếu như quý vị và các bạn không ở vị trí của người chơi. Vị trí của người chơi thì có cái sức ép rất là lớn. Nhưng không sao, bạn đã có được số tiền thưởng là 7.900.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Mời bạn nhận quà của chương trình. Nhận quà của chương trình xin được bạn. Em xin cảm ơn. Vâng. À, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, học giỏi và đổ xăng chạy thật tiết kiệm. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi đặc biệt xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình dân chơi đã phát thanh và truyền hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.